Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành phong tỏa một số hộ dân và truy vết rà soát các trường hợp liên quan. Ngày 3 tháng 11, trên địa bàn thành phố Hưng Yên ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên cho cộng đồng, trong đó có 2 ca tại phường An Tảo, 1 ca tại xã Hồng Nam. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, thành phố Hưng Yên đã triển khai ngay họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp, truy vết, lấy mẫu PCR xét nghiệm toàn bộ người dân, khu dân cư liên quan và tiểu thương tại chợ gạo được trên 600 mẫu. Đây là các biện pháp cấp bách mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và thành phố Hưng Yên triển khai sàng lọc và ngăn chặn dịch bệnh. Ban chỉ đạo thành phố đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch, phát các tờ khai y tế để cho toàn bộ gia đình khai báo y tế, chỉ đạo cho các cháu lớp 1 của trường tiểu học An Tảo tạm thời nghỉ học ngay từ chiều nay, đưa toàn bộ những người F1 sẽ đi cách ly tập trung, F2 thì sẽ cách ly tại nhà. Cùng với triển khai công tác trên, thành phố đã chỉ đạo các địa phương phun hóa chất khử trùng tiêu độc, thiết lập vùng cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại 3 khu vực, ngõ 335, 347 Lê Văn Lương và ngõ 06 Phùng Chí Kiên của phường An Tảo, với trên 300 nhân khẩu từ 7 giờ ngày 3 tháng 11 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian phong tỏa, thì phường đảm bảo cuộc sống của bà con và đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, cũng như là người già, bệnh nền và các trẻ em có nhu cầu thì chúng tôi phải ưu tiên tối đa 100% không để các trường hợp nào không có ăn hoặc là thiếu ăn trong cái thời gian phong tỏa. Cử đoàn thể tổ truy vết cộng đồng của khu phố chợ gạo kích ứng, kích hoạt trực ở khu phong tỏa này và đề nghị các hộ nhân dân cho số điện thoại phường sẽ đi chợ hộ nếu như bà con nhân dân có nhu cầu. Thành phố Hưng Yên đã rà soát được 68 trường hợp F1, 16 trường hợp F2. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát và truy vết các trường hợp liên quan.